Vâng, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của bên em. Ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cũng như là cung cấp cho mọi người hai dòng sản phẩm cực kỳ là hot trên thị trường âm thanh năm 2023 mọi người ha. Ở đây em sẽ có dòng là 4 tấc đôi này và 5 tấc đôi. Những cái dòng này là những cái dòng mà loa tụ điện karaoke chuyên nghiệp, hàng này là hàng chuyên nghiệp mọi người ha, hàng nhạc sống. Thì rằng ra khi mọi người sở hữu được những cái dòng này thì nó sẽ phục vụ đáp ứng được đầy đủ tất cả các nhu cầu của quý vị, và đặc biệt khi mình hát karaoke thì cực kỳ là hay quý vị nhá. Đó. Những cái dòng này thì được đến từ thương hiệu Asahi, một thương hiệu cực kỳ là nổi tiếng đình đám trên thị trường 2023. Mọi người mua hàng thì mọi người yên tâm về cái chất lượng âm thanh cũng như là cái sự uy tín của bên hãng mang lại cho mình ha. Tất cả những hàng bán ra thì bên em đều lối 1-1 tại nhà quý vị luôn nha. Khi mua hàng thì quý vị được quyền kiểm tra hàng, thử hàng, có test hàng, ok ưng ý thì quý vị mới trả tiền. Còn khi bên em ship hàng tới nhà mà hàng không giống quảng cáo, loa không ok, loa không hay hoặc quý vị không ưng ý thì quý vị cứ hoàn trả lại đơn hàng nó trực tiếp cho bên em, và sẽ không mất bất cứ một khoản chi phí nào nha quý vị nhá. Đó, cực kỳ là uy tín cho quý vị luôn. Và hiện tại em đang review cho tất cả mọi người những dòng loa giá rẻ tại một kho tổng của bên em, một kho tổng ở Bình Dương, có địa chỉ An Phú, Thuận An, Bình Dương. Bên em thì chuyên cung cấp chỉ lẻ, cung cấp các thiết bị âm thanh cũng như là loa kéo phân phối toàn quốc cho quý vị ha, và cả bán lẻ, giá bán lẻ thì rẻ như bất chị luôn. Đó, khi quý vị sở hữu được những cái dòng sản phẩm của bên em thì giá thành thì cực kỳ là rẻ này, giá là giá tại kho, không có qua bất kỳ một chi phí trung gian nào quý vị nhá. Đó, ngoài ra thì bên em còn ba kho ở Hà Nội, Thanh Hóa và Nghệ An. Địa chỉ thì em có ghim chạy dưới màn hình, có cái dòng chữ đang chạy dưới màn hình đó. Quý vị muốn tìm tới kho bên em thì cứ nhìn cái dòng chữ chạy dưới kho thì sẽ tới được kho bên em ha. Còn đối với những anh chị nào mà ở xa không có tới kho bên em được thì bên em có hỗ trợ giao hàng miễn phí tận nhà toàn quốc ha. Bất kỳ quý vị ở đâu trên 63 tỉnh thành thì bên em đều giao hàng tận nhà cho quý vị test thoải mái. Đó. Và cái hình thức mua hàng của bên em thì quý vị cứ liên hệ trực tiếp cho số hotline em có ghim trên màn hình ha. Hoặc anh chị nào ở gần kho thì cứ tới trực tiếp kho để lựa chọn cho mình những dòng sản phẩm nào ưng ý thì bên em sẽ là hỗ trợ giao hàng về tận nhà quý vị ha. Rồi, em sẽ giới thiệu đầu tiên em sẽ giới thiệu cho mọi người về cái cấu hình của con loa, cấu hình của loa ha. Rồi phần tiếp theo thì em sẽ là báo giá hai con này, phần sau video em sẽ báo giá và cuối cùng em sẽ test một đoạn nhạc trên chất âm của hai con loa này cho mọi người cùng thưởng thức ha. Đó, cái phần báo giá thì em sẽ báo giá phần sau, tại vì để cho mọi người so sánh được cái hai cái con loa này thì con nào nó đang giá đồng tiền hơn, nó phù hợp với cái nhu cầu sử dụng cũng như là cái túi tiền của mình bỏ ra ha. Thì quý vị lưu ý giúp em là xem hết video thì sẽ nắm bắt được cái giá nó tốt thôi quý vị ha. Và hai cái dòng này thì hiện tại bên em đang có chương trình sale giảm giá cực kỳ là tốt cho quý vị ha, giá thì cực kỳ là rẻ luôn, hàng là hàng chính hãng ha. Rồi đầu tiên em sẽ giới thiệu cho mọi người dòng sản phẩm 4 tấc đôi. Model sản phẩm con này là Asahi 22 mọi người ha. Đó, Asahi 22 Pro. Mọi người lưu ý giúp em về cái cấu hình của con này thì là một cấu hình 4 tấc đôi. Về thương hiệu thì nó được đến từ thương hiệu Asahi ha, một thương hiệu cực kỳ nổi tiếng này, hàng của bên em là hàng chính hãng. Cho nên là có tem bảo hành, tem chống hàng giả đầy đủ hết cho mọi người ha. Đó, mọi người mua hàng thì mọi người không có lo hàng giả hàng nhái trên thị trường. Đó, về phần thiết kế thì con này nó cho ra một cái nắp đậy đằng trước này ha. Đó, nắp đậy đằng trước cho khi mình không sử dụng mình khóa lại thì nó sẽ tiện lợi cho mình hơn. Rồi về kích thước của con loa này thì có chiều cao là 85, chiều ngang là 96 và chiều sâu là 50. Có 4 bánh xe để cho mọi người dễ dàng di chuyển luôn ha. Thùng này thì được trang bị cho mình một thùng gỗ nhập khẩu ha, nhập Malaysia này, ván cực kỳ là chắc chắn và cực kỳ là hay. Đó. Còn về phần cấu hình bên trong thì đi cho mình là hai quả bát 4 tấc, bát 40 đôi mọi người ha. Đó, đi côn 75 cho mọi người. Còn phần trên trang bị cho mình là hai chép kèn 450. Chép này là chép đại mọi người ha. Khi chép đánh ra thì cực kỳ là sáng mà cực kỳ là xa. Bên trong con loa thì bên hãng người ta đi cho mình là hai bộ phân tần chuyên nghiệp để xử lý lọc tiếng ra cái đường tiếng bát và đường tiếng chép cho nó trong sạch hơn, nó hay hơn và nó chuyên nghiệp hơn mọi người ha. Rồi mic thì trang bị cho mình một cặp mic sân khấu ha. Mic này là mic sân khấu mọi người ha. Đây, hàng này là hàng chọn lọc này. Đây, phụ kiện thì nó sẽ có mic này, rồi có pin, có remote, có chống lăn cho mọi người ha. Đó, mic sân khấu thì khi mọi người hát cái mic này á thì nó cho ra một chất âm thì nó cực kỳ là nhẹ, kỳ là hay, chống hú kỳ là tốt mọi người ha. Đó, còn về phần dàn máy này thì trang bị cho mình một bộ dàn máy 3 thớt như sau. Gồm một mén đẩy 2 kênh chính hãng Asahi. Có mặt sản phẩm là CA8 Plus ha, chạy 24 sò và nguồn của nó chạy là nguồn Glass H. Nguồn đời mới cho ra một cái hiệu năng, một cái công năng nó mát hơn và nó lực hơn so với những cái đời thông thường. Còn đầu thu mic thì trang bị cho mình một đầu thu mic UHF 4 sóng ha. Đó, đến từ thương hiệu Asahi, hàng chọn lọc này. Mic sân khấu mọi người ha. Mic này là mic sân khấu thì cho ra một chất âm cực kỳ hay. Có đầy đủ hết chức năng cho mọi người ha. Đây, màn hình hiển thị hai bên này, hai kênh này. Đó, có các cái nút là tăng giảm âm lượng của nhạc này, đó set up được cái tần số này. Rồi, bên trên cùng thì trang bị cho mình một bộ xử lý âm thanh là một con băng cơ lai số ha. Băng cơ lai số màn hình cho quý vị này, đời mới nhất, thế hệ mới nhất cho quý vị ha. Con này thì nó có nhiệm vụ là nó lọc tiếng và xử lý đường tiếng ra cho nó hay hơn. Rồi,
Vì cái con vang này thì nó sẽ có hiệu ứng dị vật cực kỳ là sâu, cực kỳ là vang, cực kỳ là xa cho mọi người luôn. Karaoke thì phải nói là cực kỳ là chuyên nghiệp mọi người ha. Về các cái nút chức năng thì nó rất là đơn giản. Ở đây nó sẽ có cái công tắc nguồn đó, rồi tiếp theo là âm lượng tổng của nhạc, tiếp theo là âm lượng tổng của tiếng vang ha, efit, tiếp theo là âm lượng tổng của mic. Còn bên này là những cái giải tần để mình căn chỉnh những cái hiệu ứng theo cái không gian của mình này, cũng như là theo cái môi trường của mình xài. Ở đây nó sẽ có là tiếng súp này, tiếng nhạc này ha, hiệu hiệu chỉnh của tiếng nhạc này, hiệu chỉnh của tiếng mic này. Đó, bên này thì hiệu chỉnh của tiếng vang echo này, bên này thì hiệu chỉnh của tiếng reverb này ha. Bên này thì nó sẽ có hiệu chỉnh của tiếng efit EQ. Và những cái nút chức năng này thì hiện tại bên em đã cài đặt và setup sẵn hết cho khách hàng rồi. Khi khách hàng mua hàng về á thì khách hàng chỉ cần cắm điện đằng sau thôi ha. Bên em sẽ trang bị đấu nối hết cho tất cả mọi người, phương sau này hết rồi. Đó, tất cả là đều bên em làm hết cho mọi người rồi. Thì khi mọi người mua về thì mọi người chỉ cần cầm cái dây nguồn này cắm vào ổ điện 220V và mọi người sẽ kết nối với những cái thiết bị để mọi người xài thôi ha. Đó, bên em cài đặt sẵn hết rồi. Còn nếu mà trong quá trình xài mọi người cảm thấy mà nó không có hay hay là không có ưng ý thì cứ liên hệ trực tiếp theo số hotline. Bên em sẽ có đội ngũ kỹ thuật sẽ hướng dẫn, gọi video trực tiếp cho quý vị ha. Gọi video trực tiếp và hướng dẫn cho quý vị cài đặt online và chỉnh online. Và khi nào mà quý vị ưng ý hài lòng thì lúc đó thôi ha. Và hàng bên em bán ra thì đều hỗ trợ bảo hành, bảo trì tận nhà 12 tháng trên toàn quốc. Đó. Mã sản phẩm con này là có mã sản phẩm là Asahi 22 mọi người ha. Asahi 22. Đó. Thì quý vị nào mà muốn quan tâm sản phẩm này thì đọc liên hệ theo số hotline và đọc cho bên em cái mã sản phẩm, model sản phẩm là Asahi 22 thì bên em sẽ hỗ trợ cho quý vị và tư vấn thêm cho quý vị ha. Rồi. Em sẽ chuyển sang cái dòng công suất lớn hơn. Rồi, dòng này thì là dòng bắt đôi 50 ha. Đó, một bắt đôi 50 về cái kiểu thiết kế thì hai con này nó cho ra một cái thiết kế là nó giống như nhau. Về cái kích thước nó sẽ khác nhau, về cái cấu hình loa cũng như là cái công suất nó sẽ là khác nhau và cái giá thành đương nhiên nó sẽ khác nhau mọi người ha. Đó, với cái con mà Asahi 22 này thì quý vị có thể sở hữu để mà dùng những cái hội nghị tiệc cưới, những cái không gian rộng lớn có thể cho thuê. Đó, dùng là đám tiệc liên hoan vân vân thì có vẻ phục vụ tốt cho mọi người ha. Nhưng khi quý vị mà thấy cái con này mà nó chưa phù hợp với cái công suất của mình xài thì quý vị có thể lựa chọn cho em sang cái dòng công suất lớn hơn. Cái dòng này là dòng bát 50 đôi và bên em là thường chuyên bán ra cho khách hàng để khách hàng mua về làm dịch vụ cho thuê mọi người ha. Thì cái chất lượng âm thanh, cái độ bền của nó cũng như là cái chất âm của nó mang lại thì nó cực kỳ hoàn hảo. Thành ra là cái khách hàng ủng hộ và mua về rất là nhiều. Đó, thì quý vị nào mà quan tâm thì cùng xem video để em giới thiệu cho mọi người xem cái sản phẩm này ha. Về cái mã sản phẩm thì có tên model là Asahi 18 mọi người nhé. Asahi 18. Đó, về cái kích thước loa thì có chiều cao của con này là 95 này, chiều ngang là 102 và chiều sâu là 58. Đó, nó rất là lớn hơn so với con bên kia rất là nhiều. Còn về phần cấu hình thì con loa này trang bị cho mình là hai quả bát 50 đi côn 75 từ 170 mọi người ha. Hai quả bát 50 côn 75 từ 170, nắm tốc đôi. Rồi, về phần chép thì trang bị cho mình là hai chép đại 450. Đây, hai chép đại 450 ha. Một cái tiếng chép đánh ra thì cực kỳ là sáng, cực kỳ là xa. Rồi, con loa thì nó sẽ trang bị cho mình là bốn cái bánh xe. Đó, cho mình là dễ di chuyển. Còn về phần mic thì trang bị cho mình là một bộ mic sân khấu này. Mic này là mic sân khấu này. Đó, có một cái tiếng vượt thì cực kỳ là sâu, cực kỳ là vang, cực kỳ là xa mọi người ha. Hát karaoke thì phải nói là cực kỳ là chuyên nghiệp cho mọi người luôn. Trang bị đằng trước cho mình là một cái nắp đậy. Đó, đậy bảo vệ khóa lại khi mọi người không xài hoặc mọi người cho thuê ha. Con này phù hợp với những cái không gian mà rộng lớn là không gian đông người. Mình như đám tiệc, liên hoan, sinh nhật vân vân. Ok hết cho mọi người ha, phục vụ đầy đủ hết cho mọi người luôn. Còn về phần dàn máy thì trang bị cho mình là ba thớt gồm là một men đẩy hai kênh đến từ thương hiệu Asahi ha, cực kỳ là nổi tiếng trên thị trường và có tem chống hàng giả cho mọi người luôn. Đó, hai kênh riêng biệt cho mọi người ha, chạy 24 sò và nguồn là nguồn class H cho ra một cái hiệu nắng và một cái công năng nó cực kỳ là uy lực. Rồi bên trên trang bị cho mình là một đầu thu mic UHF gồm 4 sóng mọi người ha, 4 sóng và có hai kênh cho mọi người này, đây là kênh A và đây là kênh B này, set cũng được cài đặt riêng từng kênh này. Đó, đến từ thương hiệu Asahi hàng chuẩn lọc. Bên trên thì trang bị cho mình một bộ băng cơ lai số ha, băng cơ màn hình. Thì về cái chức năng băng cơ thì em vừa giới thiệu cho mọi người ở cái con mà Asahi 22 đó thì nó cũng là tương đương như con bên này nha mọi người nhá. Đó, nó sẽ có đầy đủ hết chức năng cho mọi người xài rồi. Đó. Tổng thể về hai cái con này á, thì nó sẽ cho ra một cái chất lượng âm thanh nó cực kỳ là xịn sò cho mọi người luôn, tại vì hàng bên em là hàng chọn lọc và hàng này là hàng chính hãng quốc tế Asahi, một cái thương hiệu thì cực kỳ là nổi tiếng mọi người biết rồi. Đó, thì anh chị nào mà quan tâm thì cứ liên hệ trực tiếp cái số hotline em có ghi trên màn hình. Rồi. Và sau đây em sẽ là báo giá chi tiết cho mọi người ha. Thì mọi người cùng tham khảo để so sánh hai cái dòng sản phẩm này. Mọi người thêm tự là cái dòng sản phẩm nào nó phù hợp với cái nhu cầu sử dụng cũng như là cái mức tiền mà mình bỏ ra ha. Đầu tiên em sẽ giới thiệu cho mọi người, em sẽ báo giá cụ thể cho mọi người cái con 4 tấc đôi. Con này thì có mã model sản phẩm là Asahi 22 này. Về cái giá của con này thì hiện tại bên em đang sale với giá là 13.700.000 đồng. Giá phân phối tại kho.
Nếu anh chị nào mà quan tâm thì bên em hỗ trợ miễn phí giao hàng lắp đặt về tại nhà quý vị ha, miễn phí 13.700.000 đồng mỗi đơn sản phẩm là Asahi 22. Còn cái dòng 5 tấc đôi, dòng này là dòng công suất khủng hơn, thì con này có một đơn sản phẩm là Asahi 18 mọi người ha, Asahi 18 về cái mức giá của bên em đang phân phối tại kho là 15.800.000 đồng. Asahi 18 15.800.000 đồng đó, anh chị nào quan tâm thì cứ liên hệ trực tiếp cho số hotline, bên em sẽ tư vấn và hỗ trợ thêm cho quý vị ha. Khi quý vị mua hàng của bên em thì quý vị không cần cọc trước ha, bên em sẽ miễn phí giao hàng về tới tận nhà quý vị. Nhận hàng thì quý vị được quyền kiểm tra hàng và test thử hàng, nếu loa không ok, quý vị không ưng ý thì quý vị cứ trả lại trực tiếp đơn hàng đó cho bên nhân viên giao hàng bên em, và quý vị sẽ không phải thanh toán bất kỳ một khoản chi phí nào ha. Còn anh chị nào mà test loa mà test hay ok ưng ý thì quý vị cứ thanh toán trực tiếp tiền cho nhân viên giao hàng của bên em đó. Nên quý vị cực kỳ là yên tâm, miễn phí giao hàng về tận nhà, lắp đặt tận nhà. Nhận hàng thì quý vị cứ được quyền test hàng thoải mái, và đặc biệt là không cần cọc trước quý vị nhé. Đó, anh chị nào quan tâm cứ liên hệ trực tiếp cái số hotline trong phim chương trình. Và bây giờ em sẽ test cho mọi người nghe một bản nhạc trên chất âm của con loa Asahi 22 mọi người ha, thì mọi người cùng lắng nghe được cái chất âm của con loa này, giá 13.700.000 đồng này. Đó, em xin nhắc lại mã sản phẩm là Asahi 22 thì giá là 13.700.000 đồng, còn Asahi 18 có mã sản phẩm là Asahi 18 thì giá bên em đang phân phối tại kho là 15.800.000 đồng. Tất cả những dòng sản phẩm của bên em khi mọi người mua hàng trong video ngày hôm nay thì bên em sẽ hỗ trợ miễn phí giao hàng về trên tận nhà trên toàn quốc quý vị nhé. Và sau đây quý vị cùng lắng nghe một bản nhạc trên chất âm của con Asahi 22 mọi người ha.